Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngân. Hôm qua mọi người Ngân đi chợ thì Ngân thấy ở trong chợ người ta có bán cái trái sa kê nè mọi người. Cái trái này á thì mình sẽ đem đi chiên của mọi người, hoặc là mình nấu canh với lại xương heo cũng rất là ngon. Thì cái này không phải ngày nào đi chợ cũng có, thì vô tình hôm qua Ngân đi chợ thì Ngân thấy được, cho nên Ngân đã mua hai trái về mình chiên ha, rồi mình ăn ha mọi người. Bây giờ mình sẽ sơ chế nó luôn. Để mình sơ chế, mình gọt nó, mình bỏ nó qua luôn ha. Cái trái mà Ngân gọt ra mọi người, ở bên trong nó sẽ có mủ như vậy nè. Thì bây giờ mình chỉ cần gọt cái lớp vỏ ở ngoài của nó, xong rồi mình sắc ra từng khoanh theo cái ý của mình, và mình lăn bột rồi mình chiên thôi. Cái món này làm cực kỳ đơn giản luôn. Nè mọi người, chỉ cần gọt bỏ một cái lớp vỏ mỏng như vậy thôi nè, đừng bỏ nhiều quá phí. Trái này thì Ngân mua là ở Sài Gòn bán cho mọi người là 30.000 một ký. Ngân mua hai trái này là 50.000 đó mọi người. Cái lá của cái trái sa kê này là mọi người mình đem đi nấu nước uống á, rất là mát luôn, uống nó như là nước sâm vậy đó. Trời ơi, quá trời mủ luôn. Đây là cái trái sa kê sau khi Ngân chẻ nó ra làm đôi nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cắt cho nó ra thành từng khoanh như thế này. Cái độ dày khoảng như đây nè mọi người. Thì theo như Ngân á, thì mọi người đừng có cắt cái này nó mỏng quá. Tại vì khi nó mỏng quá mọi người ăn sẽ không cảm nhận được cái độ thơm của cái trái sa kê nữa. Cho nên nhớ nha, tại vì Ngân đã từng chiên mấy lần rồi, mình sắc mỏng quá ăn nó không có còn cảm nhận được, không có thơm bằng khi mà nó dày như vậy nè mọi người. Bây giờ ở đây á, Ngân để một thau nước muối sẵn nè mọi người, sắc xong mọi người thả vào cái thau nước muối đó ha. Tại vì cái trái này cũng nhựa lắm, mình ngâm khoảng 5-10 phút gì đó, 5 phút thôi, xong là mình có thể vớt ra và mình lăn bột mình chiên được rồi. Đây là cái bịch bột mà hôm nay Ngân sẽ dùng để chiên nè mọi người, bột chiên giòn của Tài Ký á. Đây, giờ mình sẽ cắt ra mình cho vô tô ha. Thì Ngân sẽ cho nước vào luôn, mà mọi người đừng có cho nước vào một lần nha mọi người. Mình cho vào hai lần, mình quậy cho nó đều từ 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 rồi mình hãy cho thêm lần nữa. Thì ở trên cái gói bột này á, sẽ có hướng dẫn sử dụng là sẽ đổ bao nhiêu lít nước, thì mọi người cứ làm theo cái hướng dẫn sử dụng trong cái gói đó là được nha mọi người. Đây, bây giờ mình quậy bột nó đều rồi ha, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái sa kê vô ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đổ dầu ăn vào chảo ha, và đợi dầu nó nóng, sau đó mình sẽ cho sa kê vào chiên. Bây giờ dầu nó đã nóng rồi, Ngân cho sa kê vào chiên nha. Cái tiếng mà ù ù ù á mọi người là cái tiếng của cái bếp điện nhà Ngân á. Tại nhà Ngân có hai cái bếp điện mà cái nào nó cũng khi mà mở lên cái quạt nó cũng quay lớn như vậy đó. Thì mọi người có biết cái bếp nào mà bếp điện nha, xài êm mà tiếng ồn ít vậy, giới thiệu cho Ngân nha mọi người. Rồi bây giờ Ngân bỏ hết cái sa kê vô luôn. Đây là hai trái sa kê Ngân vừa chiên xong rồi mọi người, nó sẽ được một dĩa như thế này. Đây. Ở đây thì Ngân sẽ ăn kèm với lại
tương ớt và mayonnaise nha mọi người. Chấm với tương ớt trước ha. Nó bùi mà nó thơm cực kỳ luôn mọi người ơi. Thiệt luôn á, nó ngon khoai lang rất là nhiều. Nó nghĩ là mọi người nên ăn thử cái trái này đi nếu mà ai chưa từng ăn. Còn hơi nóng. Cái lớp bột bên ngoài á mọi người cực kỳ giòn luôn, nên là mọi người mà có muốn mua để chiên á, mọi người hãy mua cái loại bột hồi nãy mà Ngân hướng dẫn cho mọi người á. Tại Ngân chiên cái bột đó rất là nhiều lần, để rất là lâu nhưng vẫn không bị yếu. Ngon quá, hơi nóng. Chấm với mayonnaise với lại tương ớt á, mọi người mà quậy đều vào với nhau á, trời nó vừa béo béo vừa cay cay, đã lắm mọi người. Ngon xuất sắc. Cái sake này nè, mọi người có thể lắc xí muội hoặc là lắc phô mai cũng được mọi người, cũng ngon lắm á. Ngân xin chúc mọi người sẽ làm thành công với cái món sake chiên này nha. Ngân xin kết thúc cái video clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho Ngân, để Ngân có thể có động lực làm được thêm nhiều clip mới nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.